Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay, chính quyền ông Zelensky bắt đầu lo sợ về kịch bản phương Tây sẽ bỏ rơi. Về câu chuyện phương Tây bỏ rơi Ukraine, nó chỉ đến sớm hay đến muộn thôi. Vì cả phương Tây tập thể thì đều là do Mỹ quyết định. Ukraine sẽ tiếp tục trở thành kịch bản như bản thân Mỹ đã từng bỏ rơi rất nhiều chính quyền tay sai như ở Afghanistan hay ở tại Việt Nam. Sẽ tiếp tục là như vậy thôi. Khi mà bản thân Mỹ cùng đồng minh chư hầu đang đối đầu tại Ukraine với một siêu cường như Nga, cho đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy quá rõ về cái bức tranh là về nguồn nhân lực cùng với khí tài. Phương Tây không phải là đối thủ với lại Liên bang Nga. Trong khi đó cái chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine nó là một cuộc chiến tranh tiêu hao vũ trang. Không phải là tiêu hao trên chiến trường, mà tiêu hao khi nó còn nằm ở trong hậu cần. Về nguồn nhân lực, phương Tây cũng chỉ dám đưa một số lực lượng binh sĩ lính thuê vào, chứ không dám đưa lực lượng chính quy. Nhưng mà tôi tin tưởng là trong cái lực lượng lính thuê đấy, nó có lực lượng lính chính quy của phương Tây đấy, nhưng với một số lượng ít ỏi, nó không thể thay đổi cục diện chiến trường. Mà điều quan trọng không thay đổi được ấy, là bởi chính quyền Ukraine theo chủ nghĩa Bandera thì làm sao có thể đoàn kết với lại quân tình nguyện, cùng với quân tình nguyện lính thuê đấy, cùng với lại quân đội chính quy của mình mà phối hợp tác chiến trên chiến trường được. Rồi bên cạnh đấy thì vũ khí viện trợ không đồng bộ lại còn thiếu. Tình trạng ở ngoài chiến trường thì luôn thiếu đạn pháo, thiếu lá chắn phòng thủ, thiếu các chiến đấu cơ, thiếu tên lửa tầm xa. Trong khi Nga gấp 7 đến 10 lần về mặt đó là hỏa lực, về chất lượng thì vượt trội hoàn toàn. Với mức độ tiêu hao như hiện tại trên chiến trường, khi mà phương Tây viện trợ 10 tỷ đô vào trong Ukraine thì nó chỉ có 3 tỷ đô được sử dụng, còn lại 7 tỷ đô kia thì người ta không biết là bị Ukraine bán, hay là con đường rửa tiền của quan chức phương Tây, hay là bị Nga tiêu diệt khi nó còn nằm ở trong các kho dự trữ ở miền Trung và miền Tây Ukraine. Thế để đối phó được chiến dịch quân sự đặc biệt hiện tại, phương Tây tập thể cần viện trợ cho Ukraine số lượng khí tài phải tương đương với Nga, và đảm bảo nguồn nhân lực cho Ukraine cũng phải tương đương với Nga. Chứ nếu không tương đương thì làm sao có thể chiến thắng được. Vậy là Ukraine ngày càng thể hiện rõ bản thân họ chỉ là vật tư tiêu hao, làm công cụ phương Tây sử dụng chống lại người Nga thôi. Chính bản thân Hoa Kỳ còn tuyên bố là thà để cho dân thường chết còn hơn để Nga chiến thắng cơ mà. Tức là chấp nhận cái chết của dân thường sau khi mà cung cấp đạn chùm đấy, còn hơn để Nga chiến thắng. Chứ họ sẵn sàng sử dụng xương máu của người dân Ukraine để chống lại kẻ thù truyền kiếp của mình là Liên bang Nga, thực hiện yếu tố bá chủ toàn cầu. Nhưng Hoa Kỳ có cần đổ máu đâu. Nhưng mà chính quyền Ukraine cũng tuyên bố, một là các vị sẽ hỗ trợ chúng tôi để chiến đấu với Nga, hai là những người con trai con gái của Mỹ sẽ phải đi vào Ukraine để chiến đấu với Nga. Thì chính quyền Kiev cũng công khai bản thân mình là một công cụ tay sai và sử dụng của quan chức phương Tây. Có đúng không? Thế thì một chính quyền mà không quan tâm đến mạng sống của người dân, không quan tâm tới các lợi ích của đất nước, không quan tâm tới việc bảo vệ văn hóa và xây dựng tinh thần đoàn kết, thì chính quyền đấy làm sao tồn tại được? Sự diệt vong và bị phương Tây bỏ rơi là điều hiển nhiên. Khi mà Nga đang nỗ lực ngoại giao đàm phán hòa bình trước khi xung đột diễn ra, phương Tây hoàn toàn không quan tâm. Và đến khi xung đột diễn ra thì Nga cũng luôn quan tâm tới tiến trình đàm phán để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt, đạt được những mục tiêu của mình trong chiến dịch. Phương Tây cũng ngăn chặn không cho đàm phán. Và tình trạng này còn kéo dài thì Liên bang Nga chỉ còn một lựa chọn duy nhất là giải quyết các vấn đề ở tại Ukraine bằng lực lượng vũ trang của mình, bằng lực lượng quân đội của mình. Và chính sách bài Nga của phương Tây nói chung và của Ukraine nói riêng,
càng làm cho lực lượng vũ trang quân đội của Liên bang Nga có lý do để chiến đấu anh dũng. Và các chính sách cực đoan của phương Tây áp lực lên đất nước Nga, dân tộc Nga, thì nhân dân Nga càng phải đoàn kết để đánh đuổi chủ nghĩa bá quyền phương Tây. Vì nếu như bây giờ mà họ không đoàn kết thì con cháu của họ và đất nước của họ sẽ bị suy vong vì chủ nghĩa bành trướng phương Tây. Tức đất nước Liên bang Nga trước cái tình trạng bành trướng phương Tây kiểu gì cũng phải đổ máu, chỉ là đổ máu nhiều hay ít mà thôi. Cho nên kịch bản ngày hôm nay, Kiev thừa nhận họ đang lo sợ phương Tây bỏ rơi là điều dễ hiểu. Phương Tây có giờ chiến đấu tới cùng cùng với chính quyền Tây Sai đâu. Vì đã là chính quyền Tây Sai thì thường không được lòng dân, mà không được lòng dân thì bất lợi cho những quốc gia được gọi là đồng minh. Trong khi đó thì Tổng thống Pháp Macron cảnh báo sự suy yếu của châu Âu. Châu Âu, chính châu Âu còn mất quyền độc lập tự chủ. Chính châu Âu đang phải hy sinh tất cả quyền lợi của mình và ngồi trên con thuyền của nước Mỹ chống lại Nga. Nhưng Hoa Kỳ có giúp ích được gì cho châu Âu đâu. Tổng thống Pháp Macron ấy đã lên tiếng cảnh báo sự suy yếu của châu Âu và rộng hơn là của phương Tây trước bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nhất là sự nổi lên của những cường quốc mới thúc đẩy sự cạnh tranh, đó là quốc tế. Tại hội nghị các đại sứ hàng năm ở tại Pháp ấy, Tổng thống Pháp Macron đã lên tiếng cảnh báo về sự suy yếu của các nước phương Tây. Tại đây ông lần đầu tiên đề cập đến sự xuất hiện của các cường quốc mới làm gia tăng sự cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy sự điều chỉnh trật tự thế giới phương Tây đang chiếm ưu thế. Phương Tây ngày hôm nay đang không còn là đối thủ về địa anh chị đối với lại nền kinh tế mới nổi nữa rồi. Nền kinh tế mới nổi đang tập hợp được những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên mà thúc đẩy mạnh mẽ phi đô la hóa. Bối cảnh quốc tế đang ngày càng phức tạp và làm gia tăng những lo ngại về sự suy yếu của phương Tây, đặc biệt là châu Âu. Đây là một thực tế rõ ràng, nhưng châu Âu không nên quá bi lụy. Nhưng mà châu Âu không bi lụy không được, vì không có quyền độc lập, mọi thứ phụ thuộc vào Hoa Kỳ cơ. Theo người đứng đầu nước Pháp ấy, thì cuộc xung đột tại Ukraine đóng vai trò quan trọng trong sự biến đổi này, khi mà đã thúc đẩy một làn sóng phản đối phương Tây rộng khắp từ châu Á đến châu Phi với lý do chống chủ nghĩa thực dân mới. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh là Pháp, là châu Âu và đồng minh sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ ngoại giao, tài chính và quân sự cho Ukraine. Nhưng mà Pháp đang bị mất đi cái vị trí của mình ở tại các thuộc địa châu Phi rồi. Tiếp tục ủng hộ cho Ukraine về tài chính, nhưng quan trọng là tiềm lực quốc phòng của phương Tây ngày hôm nay không đủ để hỗ trợ chiến dịch. Tổng thống Pháp Macron cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách mở rộng EU và cho rằng châu Âu cần cập nhật mô hình đa tốc độ để có thể thúc đẩy các hồ sơ quốc tế quan trọng. Trong tuyên bố liên quan cùng ngày thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết là EU có khả năng kết nạp thêm các thành viên mới từ nay đến năm 2030. Tổng thống Pháp Macron cho biết là châu Phi vẫn nằm trong các ưu tiên của Pháp, dù thừa nhận tình hình hiện nay không có lợi cho Pháp khi buộc phải rời quân đội khỏi Mali, Burkina Faso và Cộng hòa Trung Phi. Người đứng đầu nước Pháp khẳng định sẽ không rút đại sứ Pháp ra khỏi Niger bất chấp sức ép từ chính quyền quân sự của nước này, và Pháp sẽ không thay đổi chính sách đối với châu Phi, đồng thời hướng tới các đối tác mới ở khu vực này để duy trì vị thế của Pháp. Nhưng mà tình trạng thế giới đa cực như hiện tại, Pháp không bao giờ giữ được vị thế của mình ở tại châu Phi. Chiến dịch quân sự đặc biệt để mở ra một thế giới đa cực và thúc đẩy phi đô la hóa thì làm sao còn tồn tại lại cái chủ nghĩa thực dân nữa. Thời gian tới, Pháp sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để sẵn sàng ứng phó trước những nguy cơ xung đột mới như trên không gian mạng này, trên biển hoặc là trong không gian, đồng thời tăng cường kiểm soát vấn đề nhập cư, ngăn chặn dòng người tị nạn và chống di cư bất hợp pháp. Phương Tây cứ chống di cư bất hợp pháp, chống biến đổi khí hậu thì càng biến đổi khí hậu nặng nề và càng khiến cho châu Âu bị suy yếu hơn.
Phương Tây luôn hô hào về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhưng từ năm 2022 cho đến thời điểm bây giờ, thì châu Âu đang kích hoạt lại một loạt các nhà máy điện than hoạt động hết công suất để cung cấp nhu cầu năng lượng của nhân dân. Khi mà từ bỏ nguồn nguyên liệu giá rẻ của Nga, đó là khí đốt của Nga, thì chính bản thân châu Âu còn mất nền độc lập tự chủ. Mất nền độc lập tự chủ thì làm sao có cơ hội để mà hỗ trợ quốc gia khác được. Cho nên những gì mà đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay, nó mở ra một không gian đa cực toàn diện mà Hoa Kỳ cùng với liên minh chủ chốt phương Tây không thể thay đổi được cục diện cuộc chơi ở nơi đây. Không thể thay đổi được. Mọi thứ mà phương Tây mong muốn xây dựng trong không gian đơn cực nó đã bị suy yếu. Vì để duy trì được đơn cực thì tiềm lực quốc phòng của phương Tây phải lớn mạnh hơn Nga Trung. Ngoài vấn đề tiềm lực quân sự ra ấy, thì yếu tố quyền lực mềm là số 1. Phải thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề ngoại giao, kiểm soát được mặt trận năng lượng và huyết mạch ở Trung Đông. Nhưng mà những cái điều đó bây giờ nó không nằm trong bàn tay của Hoa Kỳ nữa. Chính cái chính sách cực đoan của nước Mỹ đã đẩy phương Tây tập thể vào một tình thế bế tắc và thất bại. Bế tắc và thất bại. Trong khi đó ở Mỹ thì tiếc nuối vì nỗ lực tiêu diệt Nga thất bại. Tiêu diệt làm sao được nghe? Sau Liên bang Xô Viết Nga sụp đổ, Liên bang Xô Viết sụp đổ đúng không? Từ năm 91 đến năm 99, Liên bang Nga gần như là không còn cái gì nữa cả. Giai đoạn đó bản thân phương Tây còn chả làm gì được. Nói chi đến câu chuyện bây giờ. Tình trạng leo thang xung đột ở Ukraine là một thất bại của phương Tây trong nỗ lực nhằm tiêu diệt Nga. Đây là ý kiến của cựu cố vấn người đứng đầu là Long Góc chia sẻ trên báo chí. Washington đã khiêu khích để ông Putin tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Họ rất mừng rỡ lúc ấy tiến vào lãnh thổ Ukraine vì họ đã kết luận sai lầm khi tưởng rằng đó là cơ hội để tiêu diệt được nước Nga. Ông nói thêm rằng là các nước phương Tây đã tính toán sai lầm khi trông chờ Nga thất bại. Theo vị đại tá thì vào tháng 4, khi các đồng minh phương Tây của lực lượng vũ trang Ukraine thuyết phục Zelensky từ bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình, Nga đã thay đổi chiến lược và chuyển sang phòng thủ quy mô lớn, khiến lực lượng vũ trang Ukraine gánh chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công. Trước đó thì cựu cố vấn Lò Long Góc cho rằng Mỹ có thể đưa quân tới Ukraine vì những thắng lợi mà quân đội Nga đã đạt được. Ông cũng cảnh báo giới lãnh đạo phương Tây không nên đưa quân vào lãnh thổ của Tây Ukraine vì Mỹ không có đủ đạn dược và khí tài cho cuộc chiến hiện tại. Và đây là một siêu cường hạt nhân chứ không phải một quốc gia bình thường. Mọi ý đồ của Hoa Kỳ ngày hôm nay nhằm chống lại Nga và tiêu diệt Nga đã trên bờ vực phá sản và thất bại. Nhìn trên mặt trận ngoại giao địa chính trị thì Hoa Kỳ cũng bị tê liệt. Vị thế của nước Mỹ cũng bị tê liệt. Trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng minh thì đang bị sụt giảm. Con đường gọi là để đồng minh đoàn kết hỗ trợ vũ trang cho Ukraine cũng bị tê liệt. Dẫn tới cuộc phản công của Ukraine kết quả như nào chúng ta đã quá rõ. Cho nên châu Âu bị suy yếu là sự sụp đổ kế hoạch của phương Tây chống lại Nga đã thất bại. Họ không còn cơ hội đấy nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.